giống Vinh với ta. Ủa, chào anh. Trời ơi, thăm mộ anh mấy lâu nay, hôm nay gặp được ở ngoài rất là mừng anh ơi. Selfie đi, selfie tắm đi. Chào các bạn nha, hôm nay được gặp ở ngoài anh Vinh, ngoài đời thật luôn bạn, rất là vui bạn. Sớm giờ ngồi chờ đợi anh. Chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh Minh Quy Vlog của mình. Thì ngày hôm nay mình đang có mặt tại thành phố Cao Lãnh, đường Phạm Hữu Lầu nha các bạn. Thì sẵn đây mình xin giới thiệu với các bạn, nay mình có mặt tại quán Mèo Ngố. Đây là quán của kênh anh Tony TV nha các bạn. Nơi đây thật sự rất là mát mẻ các bạn ơi. Phía chính giữa đường là có một hàng cây xanh rất là mát luôn các bạn. Thì hôm nay mình đi công việc ở gần nơi đây á các bạn, cho nên mình sẵn tiện mình biết cái quán của anh Tony, mình ghé đến để mình ủng hộ và sau đó mình sẽ review quán như thế nào. Thì mong rằng các bạn nhớ đón xem và theo dõi cái video này của mình nhé. Và bây giờ mình sẽ đi vô, mình vô đó mình sẽ review cho một quán như thế nào và mình sẽ thưởng thức rồi quán bán nước những là món gì và ăn uống như thế nào nha các bạn. Ok, bây giờ mời các bạn đi theo chân của mình nha. Bây giờ mình đã vào bên trong rồi nha các bạn. Mình thấy là bán nước ngọt, trái cây sinh tố. Mình không thấy thì ăn giặt nha, chỉ có uống trái cây, nước ngọt thôi các bạn, sinh tố đâu. Quán không gian rộng đẹp, mát mẻ các bạn. Ở trên thì có cái lầu phía trên nha các bạn. Trên lầu là phòng máy lạnh các bạn. Thì hôm nay thì mình đến đây thì không may là không có Vinh ở đây. Mình được biết là anh Vinh tầm 7 giờ tối, 19 giờ là 19 giờ các bạn. 19 giờ tối anh Vinh mới tới quán để mà ghé thăm quán như thế nào nha các bạn. Mình đi ban ngày, thì bây giờ là buổi trưa, đang nghỉ trưa các bạn. Thì cũng có vài người họ vào đây để nghỉ mát rồi các bạn. Mình cũng vậy luôn, mình cũng ghé vào đây mình cà phê sữa các bạn. Còn phía bên trên này là từ cái quang cảnh ở trên nhìn xuống các bạn, rất là rộng rãi, thoải mái và thoáng mát. Thì hiện tại mình đang đứng ở trong cái phòng máy lạnh các bạn. Máy lạnh thì luôn luôn bật nha, rất là mát các bạn. Dành cho những bạn nào muốn lên đây yên tĩnh và mát mẻ thì lên đây có một cái không gian rất là thoải mái các bạn. Đó, và có những cuốn sách và có những chú gấu bông thật là dễ thương để mình ngắm nghía, để mình đọc nha các bạn. Đó, rất là yên tĩnh luôn các bạn ơi. Ui, hình như là Vinh các bạn ơi. Để mình xuống mình giao lưu với Vinh nha các bạn. A few moments later. À, giống Vinh với ta. Đúng. Chào anh. Trời ơi, thăm mộ anh mấy lâu nay, hôm nay gặp được ở ngoài rất là mừng anh ơi. Selfie đi, selfie tắm đi. Chào các bạn nha, hôm nay được gặp ở ngoài anh Vinh, ngoài đời thật luôn bạn, rất là vui bạn. Sớm giờ ngồi chờ đợi anh. Ủa, biết là lâu đây đợi bao lâu rồi ta? Em đây đợi là 2 tiếng mấy đồng hồ rồi đó. Từ Tiền Giang chạy qua tới đây luôn á. À, thường là buổi tối á, dạ. Tối em mới ghé. Còn dạ, ban ngày này em ghé ngang để đồ cái làm đi đó. Sao gặp được đó? Đâu có duyên. Thì hồi nãy có hỏi nhân viên là nói hỏi Vinh có bà đến đây được không? Là 7 giờ tối mới ghé đây nữa. Nhưng mà nói để ngồi chờ chờ chứ không biết được có gì gặp trên đó. Đó. Ai ngờ chuẩn bị ra về đây gặp quá dạ, trời gặp mừng đó. Bởi vì trời, gặp được idol mừng quá các bạn ơi. Trời ơi, em để đồ cắn nha. Dạ dạ. Có chụp dạ hình gì không? Dạ có. Là có quay phim gì được rồi nè, quay phim tạo kiểu cái được rồi nè. Dạ. Đó. Rồi cảm ơn anh nha. Dạ dạ. Dạ. Có gì? Rồi chào cả nhà nha. Thì hiện tại mình đang có mặt ở tại nhà các nhà.
Thì sau khi mình đã trò chuyện với bạn Vinh á, thì giữa hai anh em có cuộc nói chuyện, gặp gỡ giao lưu với nhau, thì nói chung là thời gian không có nhiều nha cả nhà. Tại vì mình và Vinh á, thì mỗi người có một cái công việc riêng, mình chỉ là đi tình cờ, mình đi công việc, mình ghé qua thăm quán, ủng hộ cái quán và vô tình gặp được bạn Vinh. Thì cho mình xin được phép gọi là Vinh là bạn nha, tại vì Vinh nhỏ hơn mình tới 3 tuổi lận, cho nên mình xin được phép gọi Vinh là bạn thôi nha các bạn. Thì mong bạn thông cảm nha. Thì Vinh cũng nói với mình là cũng chia sẻ rất tận tình, là Vinh nói thật sự rất là bận các bạn ạ, không có nhiều thời gian các bạn. Thì qua trao đổi anh em mình nói chuyện, giao lưu với nhau thì mình cảm thấy là bạn Vinh là một người rất là hòa nhã các bạn, rất là lịch sự và tế nhị và dễ gần gũi nữa. Thì bạn ấy thật sự rất là dễ mến, dễ gần. Nhưng mà những người thành công thường thì họ rất ít thời gian để mà rảnh rỗi lắm các bạn, họ rất là bận đó. Vinh cũng chia sẻ với mình là nói là Vinh thường ngày chỉ ngủ tầm 2 tiếng mấy là dữ lắm các bạn, không có được ngủ nghỉ nhiều các bạn. Tại vì thời gian Vinh phải là đi quay hoặc là cùng team để mà suy nghĩ để những cái dự án ra để quay video các bạn. Thật sự làm những cái kênh lớn á, mà muốn ra những cái clip hay, những cái video hạch ý nghĩa, thì họ đã suy nghĩ rất là nhiều và tốn rất nhiều chất xám bạn. Với lại họ phải chạy những cái show mà những lãnh những cái nhãn hàng, những cái cửa hàng mà quảng cáo các bạn. Đó, cho nên không có nhiều thời gian để mà giao lưu nói chuyện nhiều với anh em. Cho nên mình chỉ là giao lưu để trò chuyện, nói chuyện sơ lược thôi các bạn. Đó, thì mình cũng hiểu là được cái nỗi lòng của những người mà kênh lớn, những người mà thành công các bạn. Thì họ ít bao giờ mà có được cái thời gian rất nhiều các bạn. Đó, họ lúc nào cũng bận rộn. Thì hồi nãy anh em mình gặp nhau ngoài là Vinh chỉ vô tình đi vào cái quán để mua đồ đem lại cho quán thôi, rồi sau đó Vinh về rồi Vinh còn làm nhiều thứ chuyện nữa, cho nên không thể nào mà trò chuyện nhiều được với anh em. Đó, hy vọng rằng mình cũng hy vọng là thời gian sắp tới, nếu mà anh em mình có duyên thì anh em mình sẽ gặp lại và nói chuyện, trò chuyện nhiều hơn nữa cho các bạn và quý vị khán giả để được xem nữa nha. Thì các bạn nào gọi là fan bạn Vinh, nếu có được xem video này, nếu mà cảm thấy vui hay thì các bạn nhớ cho mình xin nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho tinh thần của mình. Và các bạn nếu mà muốn là mình làm một cái video tiếp theo thì các bạn hãy để dưới phần bình luận đó, để dưới phần bình luận đi, mình sẽ xem xét và sẽ làm theo những cái video của các bạn. Mình sẽ cố gắng làm những video thật hay hoàn thiện để cho các bạn xem sau một ngày làm mỏi nha các bạn đó. Thì bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ tạm dừng video ở đây. Và mong rằng các bạn nào là fan của Hoàng Vinh hoặc là fan mình gì đó, thì bạn nào có đi ngang quán Mèo Ngố, địa chỉ là 585 đường Phạm Hữu Lầu, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, thì ghé ngang quán của bạn ấy để ủng hộ quán cho bạn ấy nha các bạn. Còn bây giờ thì mình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye bye.